Em nho không? Mình đang hái nho để đi ship cho mọi người. Hôm nay thì có hai đơn. Mình sẽ cố gắng đi lựa những chủng đẹp. Lấy chùm này nhỉ? Lấy chùm này hay. Nhưng mà cũng chưa chín lắm. Chắc một chùm chín đỏ hơn. Chùm về vi 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 này. Bên kia chủ chín nhờ. Chủ này khá chín. Là một chùm nữa, nó có lẽ đủ một đơn rồi. Cái chùm chín này nhỉ.